Rồi bây giờ mình cùng đi xem cái hồ bơi của cái phân khu A31 tại dự án Sa Kê Nhà Bè. Một cái hồ bơi khá rộng rãi luôn. Với nơi đây thì khoảng hơn 300 cư dân và có khoảng 3 clubhouse và có 3 cái hồ bơi như vậy. Và trong cái cụm mà gọi là clubhouse này thì bao gồm hồ bơi nè, phòng tập gym. Bây giờ Phước Sửu cùng với cả nhà vào bên trong để tận hưởng được một cái phòng karaoke âm thanh sống động cực kỳ hấp dẫn. Đây, với không gian phòng karaoke này thì với sức chứa được có khoảng là 20 đến 30 người và một cái dàn karaoke âm thanh sống động và có những cái loa và những cái âm ly gọi là và những cái máy làm tạo hình ảnh không gian sống động cho những cư dân ở đây khi mà sử dụng về những cái thiết bị karaoke tại nơi đây là một cái tiện ích gọi là không thể thiếu tại Sa Kê Nhà Bè và quý cư dân ở đây hoàn toàn sử dụng miễn phí. Cùng với Phước Sửu mình khám phá thêm nhiều tiện ích khác tại nơi đây nha. Rồi, tiện ích thứ ba mà Phước Sửu muốn đem đến cho quý chị là những bàn pizza cực kỳ chuyên nghiệp. Nơi đây thì mình có thể xả stress, nghỉ dưỡng và có thể là chơi những trò chơi pizza, bóng bàn cùng với gia đình. Khi là những cư dân tại nơi đây thì mình có thể tổ chức những buổi tiệc và tất cả những tiện ích này mình có thể là combo bên trong của cư dân và mình có thể sử dụng miễn phí những tiện ích này luôn ha. Với những cái bàn pizza cực kỳ chuyên nghiệp và những cái bóng bàn rất là xịn sò. Ở đây thì có thể là giúp kết nối gia đình, kết nối con trẻ lại với nhau, chơi những trò chơi thú vị, cùng nướng những cái bữa tiệc ăn ngon và đồng thời là chơi những trò chơi để kết nối tất cả các gia đình và tổ chức những bữa tiệc, mời những bạn bè, những người thân tới để trải nghiệm và sử dụng những dịch vụ tiện ích tại Sa Kê Nhà Bè. Cái gian phòng ăn trong những cái clubhouse thì ở đây là những cái bữa tiệc BBQ ngoài trời với không gian cực kỳ thoáng mát và ở đây thì tổ chức những bữa tiệc lên đến 50 đến 60 người và ở đây có những cái gian bếp đã chuẩn bị sẵn cho quý cư dân. Quý cư dân có thể tha hồ mang những cái thức ăn của mình vào đây gọi là nướng tại chỗ sau khi trải qua những cái giờ bơi cực kỳ mệt nhọc và những cái trò luyện tập và thể dục thể thao ở những ngoài sân thì nơi đây sẽ là những cái bữa nướng những cái thức ăn cực kỳ ngon để cho quý anh chị có thể là trải nghiệm nơi đây là một cái bữa tiệc BBQ ngoài trời cực kỳ hấp dẫn khi mà mình sử dụng những tiện ích tại Sa Kê Nhà Bè. Và đây là một cái phòng ăn bên trong nhà cực kỳ xịn sò và đây cũng có thể là một phòng chiếu phim luôn cả nhà nha. Vào đây thì quý anh chị có thể là chế những cái ly cà phê nè, nấu những cái bữa thức ăn và đồng thời ở đây có trang bị hệ thống máy lạnh tivi để cho quý anh chị khi mà sử dụng những quý cư dân nghỉ ngơi và làm những bữa tiệc đón tiếp những người thân, những gia đình, những bạn bè khi tới đây và tới những không gian của cái clubhouse này. Chọn nơi đây là một nơi gọi là nghỉ dưỡng luôn là cả nhà, giống như một resort 5 sao luôn. Rất là nhiều tiện ích mà Phước Sửu cùng với cả nhà đã khám phá tại dự án Sa Kê Nhà Bè. Quý chị cần thêm nhiều thông tin hoặc là muốn khám phá dự án hãy inbox cho Phước Sửu nhé để cảm nhận và sử dụng nơi đây là những tiện ích bậc nhất của khu Nam.